Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2016. Và đợt trước thì chúng tôi đã xong 3 chiếc kệ TV và gỗ mun. Và đợt này hôm nay lại xong 3 chiếc nữa. Vẫn cùng cái mẫu như vậy. Và với cái phần vân da báo tuyệt vời, vân ở trên mặt là đẹp nhất. Cho nên là chiều hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu cái kệ này. Và ở những cái phần bên dưới này là 5 ô kéo, chúng tôi sẽ phải bắt bằng tay co bằng đồng vàng vào. Còn bên trên trên này đây thì quý vị thấy là nó dài 1m8 và chiều sâu là 45, chiều cao là 60cm. Thực ra là tôi nhớ mang máng như vậy, 1m8 thì chắc chắn rồi. Đây là chiếc thứ nhất, và bây giờ sang chiếc thứ hai. Trong cái mẻ 3 chiếc lần trước thì chúng tôi đã giao cho khách hàng 2 chiếc còn 1. Như vậy cho đến tính vào 4 buổi chiều ngày hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2016 là chúng tôi đang còn 4 chiếc kệ TV 1m8 gỗ mun như thế này để giới thiệu để quý vị xa gần được biết. Và nhất là các cái cửa hàng mà lấy buôn của chúng tôi ở phía Bắc phía Nam để các bác nắm được cái lịch. Và chúng tôi cam kết ở đây là 100% bằng gỗ mun và tuyệt đối là không vẽ vân, không tẩy hóa chất. Và dự kiến là cứ đánh giáp nhẵn và cứ thế giao cho khách hàng mà thôi. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Và bây giờ chúng tôi chuẩn bị đưa vào trong kho. Và trong kho chúng tôi thì vô cùng nhiều hàng luôn. Đây để quý vị hình dung là hàng trong kho rất nhiều. Và cái cơ số hàng bao giờ chúng tôi phải dự trữ nhiều như vậy để đảm bảo là khách hàng cần cái gì là mình lập tức là có luôn. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.